Không chỉ đau đớn, suy sụp khi người thân tử nạn tại Anh, hiện nay nhiều gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh còn phải đối diện với cảnh nợ nần chồng chất, vay mượn hàng trăm triệu đồng để tìm đường sang Anh, mang theo giấc mộng đổi đời. Thế nhưng đổi lại chỉ là nỗi đau chia ly và gánh nặng nợ nần cho những người ở lại. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Cuộc sống ở quê vất vả nên năm 2018, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nhân quyết định ra nước ngoài làm ăn. Vay mượn hàng trăm triệu đồng để cho vợ sang Nhật Bản theo con đường xuất khẩu lao động. Còn anh Nhân tìm đường sang Anh bất hợp pháp. Hai đứa con nhỏ, vợ chồng đành gửi lại cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Giấc mộng chưa thành thì anh Nhân tử nạn. Vợ anh cũng phải về nước chịu tang chồng. Mất người, nay gia đình lại gánh thêm một khoản nợ lớn. Đang động viên là con là vợ Nhân đấy, là cố gắng làm bên để rồi là cố gắng giải quyết. Mình không hết nợ thì cũng nộp bớt đi, chứ thực chất là bây giờ cái mong muốn của là gia đình là thực chất là giờ ở nhà làm ruộng thì không bao giờ trả. Nếu không đi xuất khẩu lao động thì cái nợ đó có lẽ không bao giờ trả được. Bởi vì đồng ruộng hiện nay thực chất là làm như thế chứ mà đủ ăn thì còn không làm được. Con trai là Nguyễn Đình Lượng cũng tử nạn trong container tại Anh vào ngày 23 tháng 10. Mong ước đổi đời đã cướp đi người con đang độ tuổi đôi mươi, đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Khi khoản tiền 18.000 đô la phí môi giới cho anh Lượng đi Anh đều là tiền vay mượn. Khó khăn nhất là giờ không tìm được cái kế gì mà để mà người ta nợ, là cái kế rất khó khăn. Khó khăn nhất là về vấn đề, tức là mình là chịu hiểu một năm mà thu nhập ở nông nghiệp á. Thì tôi tính như một ngày chỉ mấy chục ngàn thôi chứ không gọi là được tiền trọng. Thì bây giờ muốn làm như thế thì muốn để mà tìm cách, cái thì tôi vẫn nghĩ rồi đây, tôi vẫn tính là nhiều tuổi này nhưng mà cũng có thể phải đi tìm cách đi lao động để mà kiếm để mà trả nợ thôi, chứ còn không có gì ổn cả. Đi bộ đội về thì là gọi lấy vợ 6 năm thì đi nước ngoài thì hết nước đi qua nước khác, thực tế mà nói thì đúng không có một đồng mô trong tay, toàn bộ vay ngân hàng hết. Vay ngân hàng, vay cái đi rồi thế cái khác nữa, nhưng không có đồng mô như ông bà đây, như ngả cửa chứ có cái gì hết. Gia đình của các lao động trên cho biết, con cháu họ sang các nước châu Âu dưới nhiều hình thức khác nhau như đi du lịch, du học, rồi sau đó tìm cách sang Anh. Chi phí bỏ ra cho mỗi chuyến đi khoảng từ 500 triệu đến gần 1 tỷ đồng, tùy thời gian, nhanh hay chậm. Là những cái ai, những cái người ta mà muốn đi làm ăn xa rời tổ quốc hay mình ăn thì nên con đường chính thông, làm học hành có biết tiếng biết tâm để có chuyên môn đến nơi đến chốn, dù có chậm đi một tí nhưng bền vững lâu dài. Đừng có bỏ xứ ra đi mà không biết mình đi đâu, như con trai tôi cũng như 39 nạn nhân đó thì thật rất là nguy hiểm. Khi số tiền vay mượn để người thân sang Anh chưa thể trả thì các gia đình lại phải ký nợ để đưa thi thể về nước. Có lẽ phải mất cả đời thì các gia đình mới trả xong nợ cho giấc mộng đổi đời bất thành này.